chào quý khán giả đang theo dõi bản tin thị xã Hòa Thành của Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng điểm qua những tin chính sau đây. Thị xã Hòa Thành khảo sát công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người chấp hành án treo cải tạo không giam giữ. Thị xã Hòa Thành nhiều công trình phần việc ý nghĩa trong tháng thanh niên. Tập huấn xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024. Vừa qua, đoàn khảo sát do bà Võ Thị Kim Huệ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây về công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ từ năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Theo Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây, hiện trên địa bàn tiếp nhận và lập hồ sơ quản lý 31 trường hợp chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ. Trong đó thi hành án treo 28 trường hợp, cải tạo không giam giữ 3 trường hợp. Từ năm 2022 đến nay, xã Trường Tây đã có 6 trường hợp cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án, được xóa án tích, 13 trường hợp được đề nghị ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách. Kết luận buổi làm việc, bà Võ Thị Kim Huệ, trưởng đoàn khảo sát yêu cầu địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án, tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời phối hợp với các ngành hướng nghiệp, dạy nghề, tạo điều kiện để người chấp hành xong án được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. Đoàn khảo sát do bà Võ Thị Kim Huệ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thị xã Hòa Thành làm trưởng đoàn, cũng vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Long Thành Trung về công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ từ năm 2022 đến 30 tháng 6 2024. Báo cáo với đoàn lãnh đạo phường Long Thành Trung cho biết, từ năm 2022 đến nay, địa phương có 34 trường hợp cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án được xóa án tích, 11 trường hợp được đề nghị ra quyết định rút ngắn thời gian thử thách. Hiện trên địa phương tiếp nhận và lập hồ sơ quản lý 14 trường hợp chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ, trong đó thi hành án treo 12 trường hợp, cải tạo không giam giữ 2 trường hợp. Sau giám sát, Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thị xã yêu cầu địa phương chỉ đạo công an phường tiếp tục cập nhật nghiên cứu các quy định của pháp luật, tham mưu cấp ủy chính quyền để đưa công tác quản lý giám sát tại địa phương ngày càng có chất lượng, hiệu quả cao nhất. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển thanh niên thị xã Hòa Thành vừa tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Sau thời gian 3 tháng diễn ra chiến dịch, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thị xã Hòa Thành đã triển khai nhiều công trình phần việc thanh niên, thu hút gần 3.700 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia. Các tổ chức đoàn đã phối hợp vận động xây tặng một căn nhà khăn quàng đỏ, gần 520 suất học bổng, 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng gần 300 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, tổ chức các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 550 người dân. Tổng trị giá các hoạt động đạt gần 630 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn còn tổ chức nhiều đợt ra quân ngày thứ Bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh và ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, với các phần việc góp phần bảo vệ môi trường. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã và thị đoàn tặng giấy khen cho 16 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Ngày 24 tháng 9, thị đoàn, Hội đồng đội thị xã Hòa Thành phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thiếu nhi trường học năm học 2023-2024. Năm học qua, công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học trên địa bàn thị xã Hòa Thành đạt nhiều kết quả, thu hút hơn 1.400 lượt đoàn viên học sinh tham gia. Các cấp bộ đoàn, hội đội trên địa bàn phối hợp vận động xây tặng một căn nhà khăn quàng đỏ, tặng hơn 280 suất quà và học bổng, 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, giúp đỡ gần 700 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các em học sinh hơn 410 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới thông qua việc triển khai lớp đoàn viên, qua đó đã kết nạp mới gần 110 đoàn viên. Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2024. Có 180 đại biểu là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng các xã phường trên địa bàn thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh tham gia. Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên triển khai các nội dung như Nghị định số 59 ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ, quy định về công khai thông tin ở xã phường thị trấn và quy trình bầu cho thôi làm trưởng ấp, trưởng khu phố. Thông tư số 40 ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn quy trình về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở xã phường thị trấn và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thị xã Hòa Thành hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.